lên em ơi. Miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang ở đảo Đài Loan. Đảo Đài Loan cồn Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ. Đang đi theo đoàn của anh Điền đi ra ngoài sông. Nay là ngày mùng 5 Tết Đoan Ngọ năm 2024. Bước chân miền Tây về cồn Tân Lộc đi chơi vui sông nước cùng với mấy anh em. Hàng năm thì ở đây người ta tổ chức ăn uống trên sông rất là vui. Đây nè, lô nè, lô lía nha nha. Đó, tay sắp mang cái không? Đó, mồi màng mồi nha. Nhiệm vụ quan trọng là thuộc về hai năm này. Còn 100 con bia nữa, phía sau á. Máu. Đây. Quá tội quá đắt luôn. Cô chú anh chị và các bạn đừng quên cho Bước Chân Miền Tây một cái đăng ký kênh, một like, một bình luận nha. Đây đó, hot girl luôn nè, nhóc qua chơi luôn nè. Quá trời gái đẹp luôn. Đó, đây là cảnh ở cồn Tân Lộc. Đây là lần đầu tiên Bước Chân Miền Tây được anh Điền, một em trai sinh sống ở cồn Tân Lộc, rủ Bước Chân Miền Tây về đây chơi. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị đi đi ghe. Ướt đít. chưa vậy chân rồi là. Rồi. Gì vậy? Gớt cái lốc nước ngọt rồi. Ngặn vô này rồi. xuống đỡ cái này. Tới đây rồi, hai cái này của em đó. Đây. Chết mẹ ướt. Ướt đít luôn rồi. Anh này biệt danh là Phúc Ít Đô phải không? Hả? Phúc Ít Đô. Em ở Ít Đô à. Ít Đô hả? Trời đất ơi rồi nè. Cả ký lô à. Đỡ anh em ơi.
Mày đợi xuống đi, xuống đi. Rồi bé xuống trước, mấy bé xuống trước nè. Lên, lên sòn, lên sòn. Chưa vậy giờ bắn đôi út ít rồi. Chuyện xuống nè. Chuyện xuống. Chuyện mồi mạng xuống. Rồi bé đâu, bé đâu. Cái này là năm nào cứ tới mùng năm là mấy anh em ra đây chơi hả anh trai? Là có từ bao lâu rồi? Cái phong trào này có từ bao lâu? Còn nữa. Nhiều năm rồi hả? Cỡ 10 năm chưa? Cái đó. Cả chục năm rồi ha. Cứ tới Tết đo ngọ là mấy anh em lại ra Sài Gòn xong chơi. Ai có ghệ dẫn ghệ, ai có vợ dẫn vợ, ai không có ghệ dẫn bạn luôn. Gậy em nè. Ừ. Vậy không có ghệ chơi BD. À quá em. Vợ nhỏ vợ lớn. Chưa thì mày không sung. Em là càng hủ. Người yêu đâu? Thôi hỏi càng đi không. Hỏi càng đi theo anh đó kìa. Anh này áo đỏ nè, áo đỏ nổi nè. Đó. Đó. Rồi tiếp luôn. Cô gái tới đâu rồi? Này ông con đi là chắc nguyên gia đình. Quá trời đất. Vô vô. Không biết rồi, biết đâu. Rồi coi kìa. Xuống tiếp. Quá trời vui. Ông lấy sao bóp nè. Vô. Quấn lưỡi bò 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 khúc đó dọn xuống đi rồi chơi đi ngủ rồi hai người nữa chơi hai người nữa giờ còn hai người nữa chưa đủ lại dọn xuống đi lại đây nè mọi người ơi à anh hút rồi như vậy quá lắc chưa vậy thường chưa đi nó ướt mình nè rồi bây giờ là ghe sẽ xuất phát xuất phát đến khu vực có nhiều ghe tập kết. Nói dù heo luôn kìa. Trước sau cũng nhảy xuống tấm cột mà. Điện thoại nè. Đây gương mặt kẻ da ngát. Cười ra. Cười á hả. Ở phía trước là mình thấy có ba ghe gì nữa.
đó đi chứ. Là tới chỗ đó hả? Là tập kết, tập kết đó. Tập kết đi chỗ đó ha. Rồi vậy là gần tới chỗ tập kết rồi. Chuẩn bị làm gì? Đạn nước. Bọn ác, bọn ác. Bọn ác. Ném lựu đạn bom không? Vậy ném lên lựu đạn nước. Gột heo ghe phía trước, hai ghe phía trước. Ủa ơi, ở trước nó chơi xà lan luôn vậy ta. Rồi đó. Ném bom nguyên tử, ném bom nguyên tử. Tới khu vực tập kết rồi. Quá, nghe quá trời nó tắm rồi. Này cỡ 1-2 giờ đông không? Vậy là đông dữ chưa? Dữ rồi. Này cỡ 1-2 giờ đông hơn nữa quá. Bơi xuồng không được luôn kìa. Trời ơi, quá là đông luôn rồi. Thank you.
đếm được bao nhiêu người nữa. Kìa, yeah, tớp chúng ta nhảy trong tấm kìa. Rồi, còn bên kia. Như ra khúc này là sông lớn rồi hả? Bên này sông Cái hả? Tân Lộc thì có những tỉnh thành khác như Đồng Tháp qua, Đồng Tháp, Cần Thơ. Đây có bán đồ trên ghe luôn nè. Ghe này bán đồ ăn. Này bán hả? Bán ngồi nhậu nha. Ai nhậu nhậu mình bán. Đang có dịch sống luôn. Nhìn đâu không được. Xuồng bán bia luôn, bia với nước ngọt, đồ ăn bánh hồng tôm, đồ nhậu phục vụ tới tận sông luôn rồi. Dạ, bên kia mới vui kìa. Rồi, bên đây có cái xuồng bé tẹo teo quá. Đây chơi nguyên xà lan luôn rồi. Ở trong kia mát kìa. Xuồng này nướng nem nướng trên xuồng. Ra tới đây là có bán mồi nhậu. Hình như nước ở đây cạn hay vậy. Coi, chắc cạn á, còn cát á. Ha ha ha!
Lắc phát coi mười mười chơi chơi mười lắc phát coi. Thank you.
soi quá. Ra lưới cái cào gì nè. Rồi mua rồi. Đặt nước anh bị đặt nước đầy đầy xuồng rồi. Rồi có xuồng luôn, xuồng đưa cục luôn. Mưa rồi. Nãy giờ cái máy quay bị tạt cỡ đâu chục cái gáo nước rồi. Tập vô vị trí mới.
Ở xuồng có ai bỏ luôn rồi. Trên tay thì cầm hai cái điện thoại luôn. Có người trong đó không? Có không lặn ra mà dễ vậy? Trời ơi, ghe bia nước ngọt. Cái ghe bán đồ hả? Cái ghe bán đồ, rồi các ông bán đồ đâu? Ở các ông bán đồ đâu? Đây nè, các ông bán đồ đây, hình như đây nè. Gì vậy? Các ông bán đồ nè. Ủa lại đây hả? Ủa lại đây, còn thằng kia lên trên kia kìa. Rồi, hai cái điện thoại coi như xong luôn rồi. Thôi, đúng lỗi là được rồi. Đây là cái ghe bán bia với lại nước ngọt. Hai cái điện thoại ướt luôn rồi. Cái ghe bán bia với nước ngọt. Lạc xuồng. Đưa điện thoại lên đây nè. Để ướt. Đưa điện thoại đây để ướt. Lấy hậu dẫn đây để ướt hư tờ. Xong phim rồi, iPhone em khéo giữ hết trơn rồi. Dạ phải anh tự ra anh kéo cái xuồng cái ghe anh vô. Bia nước ngọt gì chờ chìm hết rồi. Ủa nãy sao lật ra ta? Có đụng với nhau không? Không biết nữa. Hay là sóng đánh? Quay lại thấy lật rồi. Chắc sóng đánh mạnh quá vậy. Nãy giờ đâu có ghe nào chạy đâu đậu không à? Ghe rồi chìm xuống sông hết luôn rồi. Mấy anh em xuống lôi tiếp lên. Lôi vô trong bờ luôn. Rồi hồi nãy sao mà lật? Đợi cái cano nó chạy cái gì? Sống đánh hả? Tắt đi, tắt nguồn hay hội đừng có mở lên, tắt nguồn đi đem ra sấy. Xong luôn rồi nè. Nè tại không mở lên nó sọc luôn rồi đi rồi nè. Tắt nguồn đi, giờ tắt nguồn hai cái hết. Đừng có mở. Rồi em ơi,
Rồi chia tay luôn mọi người ơi. Bye bye, chương trình tới đây kết thúc nha quý vị. Mọi người nhớ cho Bức Tranh Miền Tây một cái đăng ký kênh, một like, một bình luận nha. Tạm biệt. Sức khỏe. Năm sau gặp lại. Rồi, sơ cờ hết rồi. Hồi nãy đi ai cũng ăn mặc quy hoàng dần dần. Bèo như Tướng Vũ. Quan tàng chân quá trời rồi.